Kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết không mưa kéo dài ở khu vực Tây Nguyên khiến cho nhiều cánh rừng ở tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cao nhất trong thang cảnh báo cháy. Mà theo dự báo là thời tiết nắng khô vẫn sẽ còn kéo dài ở khu vực này nên là nguy cơ cháy rừng thường trực. Nguy hiểm đó là các cánh rừng trong nguy cơ cháy thì đều có đường dây truyền tải điện chạy qua. Mà khi mà xảy ra cháy thì khói bụi rất là dễ bay vào các đường dây điện này, có thể gây ra những cái sự cố làm mất an toàn hệ thống lưới điện. Nam Bộ ngày mai thì trời nhiều mây hơn, nắng nóng chỉ còn xảy ra ở một số nơi của miền Đông Nam Bộ như là Thủ Dầu Một, Đồng Phú hay Biên Hòa với mức nhiệt là 35-36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác mặc dù chưa xảy ra nắng nóng nhưng với mức nhiệt cao từ 32 cho đến 34 độ thì người dân ở đây vẫn sẽ cảm thấy nóng tương tự như là ngày hôm nay. Suốt dọc ở Trung Bộ, ngày mai hầu hết đó là kiểu thời tiết lúc nắng, lúc mưa. Từ Đồng Hới trở vào đến Nha Trang thì nhiệt độ cao nhất là 24 cho đến 27 độ. Trở ra miền Bắc, phía Tây Bắc Bộ bao gồm các thành phố Sơn La, Điện Biên Phủ và Lào Cai sẽ có lúc có mưa nhỏ vào ngày mai, nhiệt độ là từ 22 đến 24 độ. Còn thủ đô Hà Nội và hầu khắp Đông Bắc Bộ thì sáng sớm mai sẽ tiếp tục có sương mù, đến trưa chiều thì sương sẽ tan, nhiệt tăng lên phổ biến trong khoảng là từ 24 đến 27 độ. Chuyển sang thời tiết biển, quanh hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa ít mưa nhưng mà vẫn cần lưu ý là gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.